Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNi truyện audio Tiên hiệp. Đây là tập 27 của truyện Thiên đạo đồ thư. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo ở phần danh sách phát để có thể cập nhật chuyện mỗi không giờ mỗi ngày nhé. Chương 92, Người hết hy vọng đi. Hãy miêu tả phân loại thanh diệp thảo và đặc thù của địa cương hôi chi hỏa chứ tâm diệp có thể phối hợp với mấy loại dược liệu. Đề mục trên bài thi chi chi chít chít, cũng giống như là việc phục vụ viên Văn Tuyết đã từng nói, tất cả đều có quan hệ đến dược liệu. Tìm kiếm Nhìn thấy những vấn đề này, tinh thần của Trường Huyền hơi động, từng thư tịch ở trên giá sách bay tới, rơi xuống trước mặt, lại không ngừng mở ra. Dễ của cây thanh diệp thảo này khác nhau có thể chia thành tử hành, hoàng hành, hắc hành. Địa cương hồ trì hỏa lại có đặc thù Nhìn nội dung ở trong thư tịch, Trường Huyền lại múa bút thành văn, nhanh chóng trả lời câu hỏi. Kiếp trước đã có thói quen dùng bút máy, tuy rằng bút lông cũng có phần khó dùng, nhưng mà trung quy, tiền thân đã học, viết ra chữ viết cũng không có tính quá xấu. Điền vào, lật xem quá nhanh, cho nên thanh âm vang tới liên tục. Những người khác làm bài đều phải dựa vào trí nhớ, trầm tư mà suy nghĩ. Hắn thì hay rồi, có thiền đạo đồ thư ở trong tay, trực tiếp tìm luôn ra đáp án, cho dù có muốn hay không cũng không khác gì đi sao chép tốc độ nhanh chóng khiến cho người ta phải lưu lưỡi hả nhìn quanh một vòng đang muốn xem tình hình mọi người trả lời câu hỏi ra sao bỗng nhiên lại thấy trường huyền múa bút thành văn âu dương thành lại cau mày sắc mặt trầm xuống xem ra con cháu thế già lại thử vận may rồi mỗi lần khảo hạch luyện đàn học đồ đều có không ít người biết rõ không thể nào vượt qua nhưng mà vẫn cố ngông cuồng tới đây mà thử vận may nhưng mà người này tham gia lại quả nhiên không tệ không quan tâm hai ngàn đồng tiền vàng thế chấp chỉ muốn xem đề bài trở về có thể học thuộc lòng mang tính chất học tủ rồi đối với người như vậy hắn lại cũng vô cùng xem thường chẳng khác gì đầu cơ trục lợi cả không đọc thuộc lòng mười mấy đoạn dược loại tài liệu chỉ muốn dựa vào may mắn để mà trở thành luyện đan học đồ nào có chuyện tốt như thế chứ <laughs> mỗi một lần khảo hạch bất cứ một đề mục hay vấn đề nào đều không có giống nhau chưa bao giờ có lập lại. Cho dù là ngươi tới khảo hạch nhiều lần đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Xem ra lại phải cố gắng chỉnh đốn cái tình trạng này mới được. Bằng không ỉ và có tiền, liền tới đây mà khảo hạch. Những người nghề nghiệp khác mà nhìn thấy, lại còn không cười chê sao? Vùng ống tay áo một cái, trong lòng hắn khẽ hử lạnh. Mặc dù là bài thi không thể nào mang hết đặc tính mười mấy loại, dược liệu để làm đề thi được, nhưng mà lại bao quát rất rộng, không am hiểu dược liệu, dược tính sâu sắc, không thể nào trở thành trả lời chính xác đến 9 phần 10 trở lên được. Trường Huyền lại vẫn trẻ tuổi như vậy, chưa nhìn rõ đề thi đã viết linh ta linh tinh, trong mắt hắn đã biến thành con cháu thế gia đầu cơ trục lợi rồi. Luyện đan sư kiêng kỵ nhất là có vẻ ra vẻ hiểu biết, không được phép có qua loa và sai lầm, xuất hiện một chút vấn đề và tổn thất dược liệu đó là nhỏ, không cẩn thận lại còn chết người nữa. Chính vì như vậy, khảo hạch học đồ bề ngoài là ba vòng, nhưng mà trên thực tế còn là giám thị về tâm tính, về thái độ và quan sát cẩn thận của thí sinh. Giống như là cái tên trước mặt, lại còn chưa nhìn rõ đề thi đã viết loạn lên. Từ đó đã biết thái độ của hắn có vấn đề rồi. Không cần phải sửa bài thi. Thâm tâm của hắn đã phân định trường huyền không cách nào vượt qua được. Cùng lắm là phán hắn tử hình đi. Cũng chẳng phải là hắn quá mức ước đoán chủ quan. Có thấy ai trả lời bài thi mà còn chưa thèm xem xong đề bài đã viết loạn xạ vào hay chưa? Người thấy ai lại không cần phải nghĩ mà bút mực đã tung bay như vậy rồi. Không thèm suy nghĩ liền trực tiếp trả lời câu hỏi, khẳng định là viết bậy, đổi thành bất cứ một kẻ nào, e rằng không ai tin hắn có thể trả lời đúng tất cả những đề thi. Không tới nửa canh giờ, mười mấy tấm bài thi, Trường Huyền đã trả lời xong xuôi. Thở ra một hơi dài, Trường Huyền lại kiểm tra một lần nữa, thấy không có vấn đề gì thì mới nộp bài. nộp bài thi, nhanh như thế sao? Có khả năng là hắn biết rõ không làm được, cho nên chủ động từ bỏ. Ta nói thật chứ, khảo hạch thực sự là khó khăn quá, chủ động từ bỏ thì cũng bình thường mà. Chủ động từ bỏ thì không có gì đâu. Thèn chốt ở chỗ, Âu Dương tiền bối lại làm giám thị. Ta đoán tiểu tử này đã sắp gặp xui xẻo rồi. Nhìn thấy trường huyền nộp bài thi, phía dưới lại ồn ồn ảo ảo. Khảo hạch cả một canh giờ, vậy mà chưa tới một nửa thời gian hắn đã nộp bài thi rồi. Trong lịch sử khảo hạch học đồ lại chưa bao giờ từng xuất hiện chuyện như thế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không phải là đã làm xong mà là cảm thấy không có làm được, thực sự không đủ tự tin để làm tiếp. Khảo hạch kế tiếp là bắt đầu khi nào vậy? Không để ý tới mọi người nghị luận, hắn nộp bài cho, Âu Dương Thành. Trường Huyền lại hỏi tiếp. Thu bài thi xong thì chắc chắn cần thời gian chấm bài thi. Biết trước thời gian, hắn lại cũng sớm mà chờ. Không hỏi còn tốt. Nghe nói như vậy, Âu Dương Thành lại cảm thấy lửa giận càng thiêu đốt, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngươi, 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 ngươi. cái gì cũng không biết. Điền loạn, viết loạn. Cho dù là buổi khảo hạch kế tiếp cũng không có quan hệ gì tới người đâu khảo hạch luyện đàn học đồ của người ta chỉ có thông qua vòng một mới có tư cách khảo hạch tiếp với tài nghệ của người vẫn lại còn chờ tới vòng khảo hạch tiếp tiếp theo sao người tỉnh ngủ chưa nhưng mà có điều dù gì thì hắn cũng là một luyện đàn sư chính thức cho dù là có tức giận đi nữa nhưng mà cũng không có tới mức biểu hiện trước mặt tiểu nhân vật không có thi đậu học đồ liền vẫy tay một cái người ra ngoài chờ đi nếu như thấy thông báo thì đi vào không thông báo gì nghĩa là người không qua người có thể về được Ô, ô, ô. Trương Huyền lại gật đầu Rồi đi ra khỏi phòng Đúng là ngông cuồng Hắn vừa rời đi Âu Dương Thành lại cầm bài thi trên tay Cũng cảm thấy rất khó chịu Tiện tay ném luôn sang một bên Người như thế này chẳng cần phải xem bài thi cũng được Nếu như xem chỉ tăng thêm tức giận thôi Trương Huyền lại đi ra khỏi phòng Nắm giữ thiên đạo đồ thư ở trong tay Vậy thì việc khảo hạch kiến thức như vậy Đối với hắn quá là đơn giản Không có bất cứ một độ khó gì cả Người lại nộp bài thi rồi sao? Không phải là khảo hạch một canh giờ cơ mà. Tại sao mới nửa canh giờ đã đi ra đây rồi? Người trung niên Lý Thúc lại nhìn hắn đi ra, vẻ mặt kinh ngạc. Bài thi khảo hạch học đồ lại có rất nhiều đề tài. Mỗi một lần, hắn đều phải cố gắng làm mới có thể hoàn thành trong một canh giờ. Thậm chí có một số đề mục vẫn còn chưa làm xong, vì vậy mới đưa ra đáp án sai. Không thể nào vượt qua được. Nửa canh giờ đã đi ra, có phải là quá nhanh rồi không? Chuyện này lại còn phải nghĩ sao? Khẳng định là cảm thấy khó quá, cho nên buộc lòng phải bỏ cuộc thôi. Vân Tuyết lại nở nụ cười. Không phải là người rất biết giả vờ sao? Không biết cái gì là. Muốn đi thì học đồ, lần này biết rõ độ khó của nó rồi chứ. Nghe được lời nói của đối phương, Trương Huy lại chẳng buồn giải thích. Hơn nữa, cho dù hắn có giải thích đi nữa, đối phương khẳng định cũng sẽ không có tin đâu. So với việc tốn nước bọt, còn không bằng chờ kết quả cuối cùng. Khi đó tất cả sẽ rõ ràng thôi. Làm sao? Chột dạ sao? Dù là ngươi có giả vờ đi nữa Thì lần này cũng không có giả ra được đâu Vẻ mặt đó Lại được văn tuyết cho rằng Chính là biểu hiện của sự chột dạ Đầu óc có bệnh Dành thời gian mà đọc sách đi Không có nên ở đây mà nói nhảm nữa Đối với nữ nhân này Trường huyền lại cũng không thèm nói gì Vừa gặp, đã nhắm vào hắn Cứ như là hắn đã cưỡng dầm à tái không bằng Thực sự là có bệnh rồi Cẩn thận mà nhớ lại tiền thân hình như cũng không biết nàng ta mà nếu như không quen biết thì cố ý nhắm vào hắn để làm gì trường huyền lại chẳng hiểu vì sao người vốn này tưởng rằng bị vạch trần tận mặt tên tiểu tử thối này sẽ xấu hổ tìm một cái lỗ nào đó để chùi xuống đằng này thì hay rồi lại còn nói mình có bệnh sao người mới là có bệnh đó một thân ngươi đều là bệnh văn tuyết lại tức giận hít thở dồn rập bộ ngực ngạo nghễ phập phồng lên xuống thân thể giống như là sắp nổ tung Ồ, oh, ta biết rồi. Trong đầu tự nhiên lại lóe sáng, Trường Huyền lại nghĩ ra một lý do. Rốt cục thì hiểu là vì sao đối phương cứ vậy gây phiền toái cho mình. Ánh mắt lại tỏ ý thương hại, lại bất giác lắc đầu. Trong lời nói mang theo sự chân thành và tận tình khuyên nhủ. Người không có nên cảm thấy cố ý gây phiền phức cho ta, thì ta sẽ để ý tới người chứ. Loại ý nghĩ như vậy thực sự là quá ấu trí đó. Nói rõ cho người biết, làm như vậy chỉ khiến cho ta chán ghét người thêm thôi, phản tác dụng đó. Nói tới đây, hắn lại thở dài một tiếng. À, ta lại chỉ thích nữ nhân ôn nhu chàng nhã. Sẽ không có thích người đâu. Vì vậy, người nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi. Hết chương. Chương 93 Phê duyệt bài thi Kiếp trước, khi mà học cấp ba hắn cũng đã từng trải qua yêu thích một nữ tử, cố ý biểu hiện trước mặt đối phương, thậm chí lại không tiếc có ý đối nghịch với nàng ấy, chính là bởi vì muốn thu hút sự chú ý của nàng. Nữ nhân này vừa gặp đã đối địch với mình như vậy khắp nơi, sợ rằng cũng giống như vậy rồi. Bằng không giải thích hành vi này thế nào? Lại nói tướng mạo của nàng ấy không xấu, khẳng định là có không ít nam nhân theo đuổi, cứ cuốn quýt lấy ta để làm gì chứ? Trường Huyền lại cảm thấy giàu dĩ. Bị người ta theo đuổi, xem ra cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp hết hy vọng sao? Vân tuyết lảo đảo lại cảm thấy sắp phun ra một ngụm máu tươi, nàng giống như là vắt điên rồi. Rõ ràng là ngươi muốn thu hết sự chú ý của ta cơ mà. Sao bây giờ lại biến thành ta cố ý gây phiền phức cho ngươi chứ hả? Mẹ nói chứ, ngươi giải thích với ta, ánh mắt thương hại của ngươi đó là có ý gì vậy? Bảo ta hết hy vọng là có ý gì? Bất kể là nói thế nào, ta là một đại mỹ nữ, vô số người yêu thích, tại sao bây giờ lại trở thành một kẻ ế, không ai thèm lấy, lại phải tìm tới người chứ? hàm răng phát ra những âm thanh kèn két, gương mặt Văn Tuyết giật giật liên tục, giống như là sắp nổ tung. Đúng vào lúc nàng ta không nhịn được muốn xuất thủ giáo huấn cái tên tiểu tử tự cho mình là đúng, liền thấy người thanh niên này thở dài thườn thượt lắc đầu, đi tới một băng ghế và ngồi xuống. Nước chảy mây trôi, không mang theo một áng mây. Được rồi, Văn Tuyết, đây là trước cửa khảo hạch, ngộ nhớ bị luyện đan sư mà nhìn thấy, sau này muốn khảo hạch sẽ khó khăn lắm. Lý Thúc mở miệng. Vâng, Nghe nói như vậy, Văn Tuyết lại không làm gì khác hơn được nữa là kìm nén lừa giận, cũng lại ngồi xuống. Nơi này lại trước cửa phòng khảo hạch, luyện đan sư đại nhân thường xuyên xuất hiện. Nếu như quả thực là bị bọn họ nhìn thấy bản thân đang nổi giận chiến đấu với người khác, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt ở trong lòng. Lần sau muốn khảo hạch học đồ, sẽ rất khó mà qua. Xem như là người gặp may đó. Một lúc nữa mà có thành tích, xem ta giáo huấn người thế nào. Lạnh lùng nhìn cái tên tiểu tử ngạo mạn này, trong lòng văn tuyết lại thầm nghiến ra nghiến lợi không thèm để ý tới nữ nhân thầm mến bản thân mình nữa trường huyền lại ngồi trên ghế cẩn thận chỉnh sửa lấy mối tri thức học được ở trong đầu rất nhiều tin tức liên quan đến dược liệu do vô số tiền bối tổng kết ra cũng lại không có quá nhiều sai lầm trường huyền lại tìm ra những chỗ sai lầm đó cẩn thận nghiên cứu ý thức của hắn đắm chìm ở trong thiên đạo đổ thư thời gian khảo hạch tới lúc kết thúc tất cả mọi người đều nộp bài thi mọi người chờ ở ngoài cửa Ai cũng không ai thông qua vòng khảo hạch này sẽ có thông báo tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp. Âu Dương Thành khoát tay, đuổi mọi người ra ngoài hết, lại cảm thấy mình đúng là đang làm việc tốt. Hắn cầm lấy bút son, tiến hành chấm điểm bài thi. Lông mày nhíu lại, sắc mặt lại âm trầm khó coi. Âu Dương huynh, thế nào rồi? Lần khảo hạch này có ai thông qua không? Vừa hay ta đang thiếu một học đồ đó. Thời điểm mà hắn chấm bài xong, lại có một người trung niên đi nhanh tới. Đó là một luyện đan sư nhất tình khác ở trong luyện đan sư công hội, Đỗ Mãn. Thông qua sao, ngươi xem những người này, trả lời toàn cái kiểu giấm chó gì chả hiểu. Nếu như trở thành học đồ, ta sẽ trở thành một nỗi hổ thẹn của luyện đan sư công hội mất. Ném cây bút son xuống, Âu Dương Thành lại tiện tay cầm chồng bài thi, lại tức giận nói một câu. Để ta xem thử xem. Đỗ Mãn luyện đan sư lại đi tới trước bàn mở bài thi ra đã chấm chỉ xem một lúc liền cao mày nội dung khảo hạch dưới cái nhìn của bọn họ không tính là quá khó nhưng mà ở đây bọn họ trả lời bát nháo thậm chí lại sai không ít dược liệu có dược tính thông thường nếu như người này mà trở thành học đồ thì thực sự sẽ phá hư thành danh của luyện đan sư công hội rồi ấy bài thi này là sao âu dương huynh tại sao lại không chấm liên tục lật bảy tám bài thi không có cái nào thỏa mãn đột nhiên đôi mắt của đỗ mãn luyện đan sư lại nhìn một bài thi tại góc bàn trên đó không có dấu bút son hiển nhiên lại chưa được chấm à, là của một công tử bột ngông cuồng viết khẳng định là kém lắm không cần phải xem xét cũng biết chắc chắn là không qua được đâu xem rồi chỉ tăng thêm tức giận thôi còn không bằng không thèm chấm nhớ tới cái tên tiểu tử múa bút thành văn vừa rồi tâm tình của Âu Dương Thành lại càng tồi tệ hơn một cái tên tiểu tử chỉ viết có nửa canh giờ liền đã nộp bài không thông qua đó là tất nhiên rồi cần gì phải chấm Chuyện này là cái gì chứ? Mấy lần khảo hạch trước, xấu tốt có ba, bốn người vượt qua đến vòng khảo hạch đầu tiên. Lần này thì tốt rồi, chấm tới nửa ngày, lại cũng chẳng có hai người nào. Những kẻ khác thì trả lời cứ dối tình dối mù lên. Công tử bột sao? Ta xem hắn trả lời thế nào, mà khiến cho người không thèm xem, liền đã trực tiếp phán định là không thông qua. Đỗ Mãn lại cười cười lắc đầu, tiền tay mở bài thi. Ấy ánh mắt nhìn lên trên bài thi, tiếp theo là thét lên kinh hãi. Âm thanh lật xem bài thi vang lên, sắc mặt đố mãn lại càng thêm kinh ngạc. Gương mặt vốn không một chút nào biểu cảm của hắn giờ cũng biến thành nghiêm túc. Làm sao? Có phải là trả lời quá mức không tưởng tượng được không? Thấy vẻ mặt của hắn, Âu Dương Thành lại hừ lạnh. Đúng là một cái cái tên công tử bột không có hiểu cái gì cả. Ý là có tiền, trả trộn vào trong này khảo hạch. Quả thực là không có coi luyện đàn sư công hội chúng ta ra cái gì. Không phải đâu, Âu Dương Huỳnh, người cũng xem đi. Nghe thấy giọng điệu có phần tức giận của đối phương, Đỗ Mãn vội vã cất lời, đưa bài thi tới. Có cái gì tốt mà xem chứ, dù sao thì cũng không thông qua. Lầm bầm một vài câu, Âu Dương Thành cũng đã cúi đầu nhìn sang. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, cũng giống như là Đỗ Mãn lúc nãy, đôi mắt mở to, không nhịn được phát ra một tiếng. Ố. Mở ra từ thứ hai. Hả? Rồi lại mở ra tờ thứ ba. À? Rồi lại lật sang tờ thứ tư. Chết tiệt thật đó. Trên mặt là có đủ biểu cảm. Bàn tay lại không ngừng chút nào. Vội vội vã vã lật sang phía sau. Rất nhanh. Mấy chục tấm bài thi đã lật xong. Đôi mắt của Âu Dương Thành sắp rơi luồn xuống đất. Lại khó tin nhìn sang. Làm sao? Làm sao có chuyện đó được? Không có một sai lầm nào. Đúng rồi. Không người lại không có sai lầm. Có một vài chỗ chúng ta lại cố ý gây khó dễ... Cho dù là chúng ta có trả lời Sợ rằng sẽ rơi vào trong cạm bẫy Có khả năng lại còn trả lời sai nữa Đỗ mán cũng có vẻ mặt không dám tin Sở dĩ có tự tin vào bài thi đó Bởi vì ở bên trên đề thi có một ít vấn đề khó Ngay cả bọn họ là luyện đan sư chính quy Không suy nghĩ cho cẩn thận Thậm chí không lật xem tư liệu cũng khó có thể trả lời được chính xác Mà bây giờ Bài thi này chẳng những viết rất rõ ràng Mà lại còn không ngờ không một sai lầm Chuyện này sao lại thế được nhỉ? Không có sai lầm Vậy tại sao Âu Dương Huỳnh lại khẳng định là không có cho thông qua? Sau khi hết khiếp sợ, Đỗ Mẫn lại không nhịn được nói. Một bài thi trả lời tốt như vậy là điều vẫn chưa từng xuất hiện ở trong luyện đan sư công hội tại Thiên Huyền Quốc. Thiên tài cỡ đó, vậy mà Âu Dương đây lại chưa xem đã phán, không có thông qua. Cũng quả thực lại, võ đoán quá rồi. Vẻ mặt của Âu Dương Thành đỏ ửng lên, mãi lại không nói ra lời. Hắn là một người nổi danh nghiêm túc cẩn thận, vô số người không phục. Kết quả ngày hôm nay lại cái tát vào mặt này đúng là rất đau nhìn thấy tiểu tử kia lại dùng chỉ nửa canh giờ đã viết xong bài thì trong lòng hắn căn bản không thèm để ý thế mà tại sao tất cả đều đúng chứ tốc độ như vậy cho dù là hắn cũng không làm được Vậy lẽ nào tiểu tử này nghiên cứu về dược đạo đã vượt qua cả bản thân hắn sao nói một người có tri thức được đạo mạnh hơn đó là một công tử bột không cách nào thông qua được mẹ nói chứ không nên hại người như vậy âu dương thành lại cảm thấy toàn thân cứng ngắc không khác gì đang bị táo bón. Hết trường. Trường 94 nhận biết trong thời gian giới hạn. Trường Huyền lại thở ra một hơi dài, mở mắt ra. Trải qua hồi lâu nghiên cứu, kiến thức về dược liệu của hắn đã tăng lên đáng kể. Tất cả những tri thức ở trong thư phòng hiện tại đã biến thành của mình, giờ hắn đã thông hiểu nhiều đạo lý. Thiền đạo đổ thư không những có thể phục chế bí tịch, tổ hợp thành thiên đạo thần công mà còn dùng để học tập tri thức cực kỳ vững mạnh một loạt những tiếng bước chân vang lên là học đồ chu hoa hoa mới thi đậu nửa năm trước không phải là hắn làm cho học đồ đỗ mãn luyện đan sư hay sao phải rồi lúc này đi ra chắc chắn là tuyên bố thành tích chỉ mong là chúng ta được thông qua thôi nhìn thấy chủ nhân tiếng bước chân tất cả mọi người đi ra ngoài vội vã đứng dậy đã có thành tích rồi đó đã có thể vạch trần cái bộ mặt giả vờ giả vịt của ngươi, ta sẽ xem ngươi tiếp tục giả vờ thế nào. Vân Tuyết cười lạnh, lại nhìn sang thanh niên trước mặt. Nói thật, nếu như không phải là sớm biết cái tên này giả vờ giả vịt, thì nàng sẽ cảm thấy đối phương thực sự là có bản lĩnh đó. Bởi vì hắn giả vờ quá tốt. Từ lúc thì xong đến bây giờ, đã sắp qua một canh giờ rồi. Vì để thu hút sự chú ý của mình mà hắn có thể ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Hắn cũng được đấy chứ. Nhưng mà, vô dụng thôi. Vừa nãy, hắn đã triệt để đắc tội với mình. Muốn thay đổi suy nghĩ của ta sao? Người đừng có hỏng. Khảo hoạch bài thi đầu tiên. Tổng cộng có ba người thông qua. Chu Hoa Hoa học đồ đi tới trước cửa, cầm tờ giấy trong tay, lại bắt đầu đọc. Người đầu tiên, lộ viễn thành tôn Đào, Tỷ lệ chính xác, 91%. Ta, ta sao? Ta thông qua sao? Vừa nói, có một thanh niên vừa hưng phấn nhảy lên nhìn dáng vẻ của hắn, rất nhiều người ao ước. Tuy rằng chỉ mới là thông qua vòng 1, nhưng mà điều đó đã chứng tỏ được tiếp cận với luyện đàn học đồ rồi. Và ngay cả Văn Tuyết cũng nhìn sang, ánh mắt sùng bái. Thứ hai, Tử Vân Thành, tiễn Man Văn. Tỷ lệ chính xác là 90%. Ta, ta sao? Nghe gọi tới tên, lại thêm một người nữa đứng bật dậy, sắc mặt đỏ dựng. Người cuối cùng, Thiên Huyền Thành, Trương Huyền tỷ lệ chính xác dường như chu hoa hoa có vần không dám tin vào mắt hắn cẩn thận nhìn vào trang giấy cứ lại dụi dụi mắt lúc này mới xác nhận giọng nói hơi run một một trăm phần trăm cái gì cơ một trăm phần trăm như vậy thì có nghĩa là tất cả những đáp án hắn đều đáp chính xác sao nhưng mà làm sao có chuyện này được đề thi thì khó nhằn như vậy mà hắn có thể làm đúng hết sao vậy trương huyền là vị cao nhân nào Đúng vậy, hắn là ai thế? Nghe được mọi người thông qua thứ ba lại có thể trả lời được chính xác đến trăm phần trăm. Mọi người đúng là khủng bố rồi. Giáo giác đưa ánh mắt tìm kiếm, muốn xem người nào là Trương Huyền. Được rồi, mời ba vị thông qua tham gia khảo hạch đến vòng thứ hai. Chủ Hòa Hòa lại cắt lời mọi người, hắn đi vào trong phòng. Hai người thông qua lập tức theo sau. Trương Huyền cũng đứng dậy. Đã báo ra ba cái tên rồi Sao nào là con không thừa nhận mình lại không biết cái gì Hắn vừa đứng dậy Văn Tuyết lại cười lạnh Đang muốn nói chuyện thì đột nhiên lại nhớ tới điều gì Hai mắt mở to Không nhịn được nói ngừng Người Người tên là gì Trương Huyền Lại chẳng muốn tiếp tục để ý tới nữ nhân nồng cạn này Trương Huyền lại nhấc chân đi vào trong gian phòng Trương Huyền Hắn là Trương Huyền khảo hạch tỷ lệ chính xác trăm phần trăm. Văn tuyết chấn động, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt lại cảm thấy mình giống như là một thằng hề, vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước người nói người ta giả vờ giả vịt, kỳ thực không có bản lĩnh gì cả. Kết quả người ta trả lời chính xác tất cả đề thi đó. Thật hay giả chứ? Không phải là người không biết khảo hạch cái gì sao? Không phải là người chưa từng xem sách về khảo hạch sao? Đúng là cái tên lừa đảo mà. Quả thực chính là một cái tên lừa gạt. Nhìn thì đần độn chẳng có biết gì cả, thế mà khảo hạch lại được điểm tối đa. Đại ca, người đang đùa giỡn ta sao? Văn Tuyết lại cảm thấy mặt mũi của mình nóng bừng giống như là thiêu đốt, đúng là điên rồi. Một tiểu tử lại chỉ biết lật sách, sao có thể khảo hạch đến điểm tối đa được? Lý thúc bên cạnh, đôi mắt suýt chút nữa rớt xuống đất. Mẹ nó chứ? Lúc nãy hắn lại còn cho rằng đối phương lại tới chơi, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Từ hồi mà còn thiếu niên đến bây giờ, hắn đã tham gia khảo hạch mà nào có thông qua được lần nào. Ấy vậy mà cái tên tiểu tử này lại trực tiếp đạt tới điểm tuyệt đối. Thực sự so sánh với nhau, khiến cho người ta tức chết đi được. Đây, chính là cái tên tiểu tử chỉ thi có nửa canh giờ liền đã nộp bài rồi sao? À, ta thực sự lúc đó là còn tưởng rằng hắn đã từ bỏ. Không nghĩ tới, hắn lại thực sự đạt điểm tối đa. Quá mạnh mẽ rồi, nửa canh giờ liền làm đúng tất cả. Hắn học cái kiểu gì vậy? những người khác cũng nhận ra đầu óc mề muội không biết là cái đám người bên ngoài suýt chút nữa điên lên lúc này trương huyền lại tới ngồi trước bàn trên bàn trước mặt đã dọn ra các loại dược liệu cơ bản đều là những loại không có ở trên thị trường vô cùng xa lạ trên bàn này có tổng cộng là 10 loại dược liệu các người thời gian một nén nhang viết ra tên gọi thuộc tính và cách dùng trong vòng khảo hạch này nhất định là phải trả lời chính xác tuyệt đối thì mới thông qua được ông dương thành đứng dậy lại vùng tay bắt đầu tính giờ. Vòng khảo hạch thứ hai lại nhận biết được dược liệu, cần chính xác và tuyệt đối. Nói cách khác, 10 cây dược liệu nhận sai một cây sẽ bị đào thải. Trường Huyền lại nhìn cây dược liệu đầu tiên. Đây là gốc lá xanh, hoa xanh, dễ cũng màu xanh. Đây là thanh tu thảo. Nhớ tới ghi chép ở trên một quyển sách, một cái tên xuất hiện trong đầu. Tiếp theo ở bên trong thiên đạo đồ thư lại xuất hiện miêu tả về thanh vũ thảo, liền tiện tay viết ra viết xong loại đan dược hiện ra đầu tiên, lại bắt đầu xem thử loại thứ hai. Tuy những dược liệu này rất lạ, nhưng mà đối với tri thức dự trữ của hắn thì lại chẳng lệch là gì cả. Rất nhanh, hắn đã nhanh chóng viết ra tới 9 loại, còn một loại cuối cùng thôi. Đây là hoa húc, hoa cúc, nhưng mà lá cây lại có màu trắng rất kỳ quái, dễ cây lại là màu xám đen. Đang suy nghĩ xem đó là loại dược liệu gì, thì hắn đột nhiên sững sốt. Hắn lại cười khổ, vỗ chán một cái. Đúng là khờ, có máy giàn lận thiên đạo đồ thư, phân biệt được dược liệu khó khăn như vậy sao? Dối ngón tay về phía trước, hắn lại chạm nhẹ vào dược liệu. Quả nhiên, một quyển sách xuất hiện trước mặt. Trên đó viết tỉ mỉ dược liệu này tên là gì, nắm giữ ưu điểm và thiếu hụt ra sao? Tiện tay cứ sao chép ra là được. Tiếp theo, hắn lại phân biệt sờ sờ và chín gốc dược liệu khi trước. Kết quả hầu như cũng giống với đáp án, chỉ có một gốc là không giống. Trường Huyền lại biết thiên đạo đồ thư không bao giờ sai, lập tức đổi thành đáp án chính xác. Viết xong tất cả, chỉ hết thời gian nửa nén nhàng. Nộp đáp án lên luôn. Trước kia lại cho rằng hắn tới quấy rối trong lòng không thoải mái. Biết được hắn là một người đạt điểm tối đa trong vòng khảo hạch đầu tiên, Âu Dương Thành lại không dám tiếp tục xem thường, vội vã xem đáp án. Đỗ mán luyện đàn sư ở bên cạnh cũng đi tới. Nhìn đáp án trên bài thi, đối chiếu vào từng cái một. Vừa xem lại vừa thỏa mãn gật đầu, thiếu niên viết nội dung không những tên gọi giống nhau mà thuộc tính dược liệu, đặc thù, công hiệu cũng giống nhau như đúc, không có sai lầm gì. Đang muốn buông lời khen vài câu, lại cho rằng hắn nhất định sẽ thông qua khảo hạch, đột nhiên lại đồng thời ngừng lại, hai người sững sờ. "Được rồi, ta tuyên bố người đã thông qua vòng khảo hạch thứ hai. Chỉ có một vị rất nhanh, hai người kia đều nộp bài." Âu Dương Thành xem xong, lại nhìn quanh một vòng, đưa ra kết quả là lộ viến thành tôn Đào Hết trường. Trường 95, Long Lân Thảo. Là ta sao? Tôn Đào hưng phấn siết chặt nắm đấm, lại nhìn sang hai người trương huyền một chút, lại ngẩng đầu lên đầy sự kiêu ngạo. Vượt qua hai vòng khảo hạch, đạt được thân phận học đồ là chuyện giống như ván đã đóng thuyền rồi. Không quan tâm tới tôn Đào đang tự kỷ, nghe nói bản thân không đậu, trương huyền lại cau mày. Không đúng, hắn đã dùng thiên đạo đồ thư quán để kiểm tra tất cả, không thể nào phạm sai lầm được, tại sao không thể nào thông quá? Hai vị đoạn đan sư đại nhân, xin hỏi là ta sai ở đâu? Nhìn không được, Trương Huyền đi lên phía trước. Làm sao? Ngươi nghi vấn quyết định của hai vị đại nhân sao? Sai thì chính là sai rồi, khẳng định là ngươi không nhận ra được gốc dược liệu đó, hoặc là viết sai rồi. Tôn Đào lại ngăn cản trước mặt, vùng tay áo một cái, giọng nói đầy vệ dạy đời. Trở về mà cố gắng học tập thêm đi. Lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn. người trả lời lý luận không sai, nhưng mà không nhận ra được dược liệu thì cũng sẽ không trở thành luyện đan học đồ được đâu. Giọng nói của hắn lại rất nặng, cử chỉ thì tào nhã. Tiểu tử, không phải là lúc nãy người rất đắc ý hay sao? Vòng khảo hạch đầu tiên thì bài thi của ngươi đạt tới điểm tối đa dọa người, nhưng mà tới vòng nhận biết ở trong thời gian hạn định thì lại cũng chỉ vô dụng thôi. Viết sai về lân ngư lân thảo, viết thành long lân thảo. Thấy hắn nghi vấn, Âu Dương Thành lại mở miệng. Người không có nên nản trí. Bài thi khảo hạch của người đã tìm tuyệt đối, đã tới trình độ nhất định là nói rõ lý giải được dược liệu. Sau này hãy cố gắng quan sát dược liệu, hiểu cách kết hợp với nhau. Lần sau nhất định có thể thông qua. Đúng đó, người vẫn còn trẻ, không có vội vã. Chỉ cần khiêm tốn hiếu học, kết hợp với thực tiễn, chắc chắn là không có tốn thời gian quá lâu đâu, liền có thể trở thành luyện đan học đồ chân chính. Đỗ mãn luyện đàn sư cũng nói nếu như là một người bình thường, hai người căn bản không phải giải thích nhiều đến như vậy. nhưng mà người ở trước mặt vừa mới đạt điểm tối đa, bọn họ cũng lại sinh ra tâm yêu tài. người nói là thứ này sao? lúc này trường huyền đã hiểu tại sao mình lại không thông qua vòng khảo hạch thứ hai. hắn tới bàn cầm một gốc dược liệu lên, lại nhìn sang. các người quả thực nhận định đây là ngư lân thảo sao? đương nhiên rồi, rễ cây giống như vậy cá, cả. cành lá màu xám đen, không phải là ngư lân thảo thì là cái gì chứ? Âu Dương Thành và Đỗ Mãn vẫn chưa trả lời, Tôn Đào đã lên tiếng đầy kiêu ngạo. Ngư lần thảo là một loại dược liệu hiếm thấy, đặc thù của nó giống như hắn nói, dễ cây giống như vậy cá, cả. cành lá có màu xám đen. Tuy rằng nó hiếm thấy, nhưng mà ở trong thư tịch câu ghi chép. Chính là Trường Huyền viết sai về thứ này. Chẳng lẽ không đúng sao? Hiển nhiên Âu Dương Thành tán thành ý kiến của Tôn Đào, nghi hoặc nhìn sang. Đương nhiên không phải rồi. Trường Huyền lắc đầu. Thậm chí, hai vị luyện đan sư lại còn không rõ dược liệu này là khảo hạch là gì kết quả lại cho ta không có thông qua như vậy thì quá là võ đoán rồi đó <laughs> ngươi lại làm càn rồi tôn đào lại cho rằng thanh niên trước mắt lấy lòng mọi người lúc này lại cắt ngang luyện đan sư đại nhân đã tự mình ra đề thì làm sao có khả năng sai được người bớt nói hương nói vượn đi hắn đã thông qua khảo hạch rất có thể trở thành học đồ của hai vị này đương nhiên lại phải sớm lấy lòng chứ có phải là ta nói hương nói vượn hay không thì lại rất đơn giản thôi. Thư tịch cửa phòng bên ngoài, làm phiền mọi người hãy lấy một quyển sách ở dưới cùng của hàng thứ bảy tới đây. Chẳng muốn nói nhảm với mấy cái người này, Trường Huyền lạnh nhạt nói. Hòa hòa, người mau đi lấy đi. Âu Dương Thành và Đỗ Mẫn nhìn mán nhìn nhau, sai Hòa Hòa đi lấy. Hòa Hòa gật đầu ra ngoài. Chỉ một lát đã mang tới một quyển sách, chính là đặc thù dược khải. Trường Huyền nói tới. Lật tới trang 17, sẽ thấy bài liên quan đến miêu tả chi tiết ngư lân thảo. Học đồ chủ hòa hòa mở ra trang sách, quả nhiên tìm thấy giải thích về cặn kẽ ngư lân thảo. Ngay cả việc này mà cũng nhớ được kỹ sao? Âu Dương Thành và Đỗ Mãn luyện đan sư cùng nhau nhìn sang, thân thể chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Ngư lân thảo là dược liệu mà bọn họ cùng nhau chọn tùy ý, trước đó chưa từng để lộ ra tin tức, đương nhiên không có khả năng hắn gian dối được lên tiếng đã nói thư tịch ghi chép cái gì và từ bao nhiêu, vị trí nào ở trong phòng. Chỉ nhớ như vậy, quả như là nghịch thiên rồi. Làm phiền ngươi, đọc giới thiệu tỉ mì về ngư lân thảo đi. Không để ý tới bạn họ đang khiếp sợ, Trường Huyền lại nói tiếp. Ngư lân thảo, sinh trưởng trong đầm lầy, dễ cây có hình dạng vẩy cá, toàn thân giống như than trì, trên đỉnh cành lá lại hơi có điểm trắng. Ngư lân thảo trưởng thành, vậy lớn bằng hạt đậu tương, Luyện đàn học đồ chủ hòa hòa càng đọc về sau càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện ra đặc tính của ngư lân thảo trên cơ bản lại có rất nhiều sự khác biệt. Trên đỉnh cái ngư lân thảo này lại hơi có điểm trắng. Thứ này thì đúng là không có. Vậy của ngư lân thảo lại thành thục to bằng hạt đậu tương. Còn gốc dược liệu này, mỗi cái vẩy lớn giống như móng tay. Điều đó lại cho thấy là nó lớn hơn nhiều. Trương Huyền lại cầm dược liệu trong tay. Chuyện này Âu Dương Thành, đỗ mán lại vội vã cầm thư tịch trong tay của chủ hòa hòa, xem lại một lần, quả nhiên không phát hiện ra một chút nào khác biệt. Nếu như không phải là ngư lân thảo, lại tương tự với nó, ở trong rất nhiều loại dược liệu, phù hợp với điểm này chỉ có long lân thảo mà ta ghi ra thôi. Nếu như các người cảm thấy loại dược liệu này không có đúng, có thể đi vào trong gian phòng lúc nãy. Phía trên góc bên phải hàng thứ tư có một quyển chân hỷ, dược tài, hối tổng do liệu đạt tiền tiền bối sáng tác. Trang thứ 54 lại coi ghi chép rất tỉ mỉ. Lưu Đạt Tiên là một luyện đan sư nổi danh vào trong khoảng 30 năm trước, đã từng thâm nhập vào trong một vùng đất khô cằn tìm kiếm dược liệu, thành tích ưu việt. Đương nhiên, nếu như các người vẫn còn chưa tin, ta lại có biện pháp phân biệt khác. Trương Huyền cười. Ngư lân thảo là một loại dược liệu tính ôn. rạch dế cây sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng sữa, mà cây này lại có dược liệu tính hàn, cắt ra sẽ có chất lỏng màu vàng nhạt cũng sẽ tỏa ra những lượt khí lạnh. Hai vị luyện đan sư đều là những người dùng dược, có lẽ sẽ có thể dễ dàng phân biệt nó cũng như là thưởng thức được cơ sở này chứ. Chuyện này sao? Đỗ mán lại liếc mắt ra hiệu cho chù Hoa hòa, bảo hắn đi tìm thư tịch lần nữa, còn hai tay hắn dùng sức, kéo nhẹ một cái. Dế cây ngư lần thảo trong tay bị xe rách, chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra, mang cho người ta cảm giác âm hàn. À, quả như là như vậy hai người lão đảo. Đối phương quả nhiên nói không sai, gốc dược liệu này không phải là ngư lân thảo. Ngay lúc này, chủ hòa hòa cũng đi tới, trong tay cầm thư tịch. Quả nhiên lật sang trang thứ 54 có thể tìm được sự ghi chép liên quan tới long lân thảo, giống như là đúc được gốc dược liệu trước mặt. Bọn họ là giám khảo, lại còn đưa ra đáp án sai cho người khác. Âu Dương Thành và Đỗ Mãn lại cảm thấy mặt nóng bừng lên. Gian phòng lại yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên trước mặt, giống như là nhìn thấy quái vật vậy. Mẹ nói chứ, hắn có thể nhớ kỹ đặc điểm khác nhau dưới Long Lân Thảo và Ngư Lân Thảo cũng lại chẳng tính là gì, nhưng mà nó nằm ở thư tịch cái trang nào, vị trí gì. Ở trong gian phòng, hắn cũng lại nhớ không quên. Việc này thực sự là quá nghịch thiên rồi. Hắn có phải là người không? Tôn Đào từ nãy luôn mất, muốn mất thể diện của bản thân, lại cười nhạo Trương Huyền, giờ thì lại đứng ngây ngốc tại chỗ, thân thể liên tục run rẩy, khóc lóc không ra nước mắt. Khốn kiếp thật đó, sợ biết đối phương có trí nhớ tốt như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không ép Trường Huyền gỡ bộ mặt giả đi làm gì nữa. Lần này thì tốt rồi, ép người ta không, bây giờ lại trở thành ép mình trở thành kẻ ngu ngốc. Nếu có khe nứt nào đó, chắc chắn là sẽ chùi vào bên trong mất. Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư.